Ngủ lại đó rồi đi làm luôn hả? Dạ. Dù hai đứa có thân nhau thì thân, nhà cửa đàng hoàng sao không ngủ mà tới đó ngủ chứ? Con kêu anh Khanh ngủ ở đó rồi về. Con thấy Trường ngủ một mình sợ buồn mà ba. Nhỏ này, chưa gì đã lo cho thằng Trường tới mức đó rồi. Ba cũng biết rồi, Trường ở thành phố có một mình hả? Con không lo thì còn ai lo cho Trường nữa? Phương, con có thử gọi điện thoại di động cho ông Khanh chưa? Anh tắt máy rồi mẹ. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó không nữa. Mẹ đừng có lo, chắc là anh đi uống rượu với bạn bè rồi ngủ ở nhà bạn luôn mà. Mẹ lo lắm, không biết là có làm đàng hoàng không đây. Ngay cả đi làm mà không đàng hoàng, ba con mà biết được á, thế nào ba cũng nổi giận lên cho mà coi. Anh Khanh không phải là người vô trách nhiệm dữ gì đâu mẹ, anh sẽ đi làm mà. Alo Phương nghe. Anh hai. Anh hai đâu vậy? Bộ tính không đi làm hả? Anh cũng đang lo, phải thay đồ nhưng không biết làm sao. Đúng là ngoài em gái ra không ai giúp đỡ hết. Mẹ chuẩn bị đồ cho anh đó. Mẹ lo nhiều lắm hả? Anh biết rõ vậy, mà không thèm về nhà, cũng không thèm liên lạc nữa. Rốt cuộc thì anh ngủ ở đâu vậy? Anh uống rượu với bạn bè xỉn quá nên ngủ ở khách sạn. Sao anh lại làm vậy? Anh biết mẹ lo cho anh như thế nào không? Con trai lớn rồi, sao mẹ lo làm gì? Chắc là trễ rồi, thôi đi. Xin lỗi, tôi đến hơi trễ. Sao trễ vậy? Thì mắc chuyện này chuyện khác cho nên tới trễ. Nghe nói tối qua không có về nhà phải không? Ngủ ở đâu vậy? Thì nhậu xỉn quá nên ngủ khách sạn. Ba còn nhớ con Thu bạn con không ba? Nó ở với lại em của nó, mà em của nó về quê rồi, nó sợ quá cho nên cứ kêu con qua ngủ với nó hoài à. Thì cũng phải báo điện về cho nhà biết chứ. Con có định gọi điện nhưng mà tại con mệt quá cái con bị quên. Có bạn bè thì cũng tốt, nhưng ngủ thì phải ngủ ở nhà. Gái chưa chồng mà ngủ nhà người khác không tốt rồi. Dạ con biết rồi ba. Ủa sao nay nó ngọt ngào dữ trời. Cậu Luân. Cô Thanh, cô mới tới hả? Thịt tươi lắm, tôi cắt cho miếng lát nữa đem về nhà luộc ăn nha. Ôi trời ơi, bữa nay cô Thanh còn cho con cả cái này nữa hả?
Con cảm ơn nha. Mà cô Thanh này, con muốn hỏi cô một câu, không biết có được không nữa. Cô Thanh có tin tức gì về con trai mình chưa? 6 năm rồi. 6 năm nó ra đi, nó không để lại một tin tức gì cả. Mà cái người đi không để lại tin tức gì cho gia đình, như là một người đã bỏ đi rồi. Chỉ tội nghiệp cho đứa con dâu thôi. Bây giờ thì còn đỡ á, chứ 3 năm đầu á, con Hiền nó giống như là người mất hồn, nó cứ thơ thơ thẩn thẩn, tội lắm. Con nghĩ cô phải tìm bằng được con trai cô chứ. 6 năm, 6 năm cả nhà đi tìm trong vô vọng. Thôi bây giờ cứ tạm nghĩ là nó đang sống yên ổn ở một chỗ nào đó, để cho khỏi cảm thấy áy náy. Cái điều cô lo nhất bây giờ là con Hiền á, phải chi có một người đàn ông nào đó thật sự tốt đến với nó. Ôi, đúng là già cả rồi. Cậu đang lu bu vậy mà tôi cứ túng tụng lại nói chuyện làm mất thì giờ của cậu. Thôi, cậu làm việc đi nha. Làm việc đi nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn cái gì? Bao nhiêu đó thì chị có thể lo cho em được. Lúc nào gặp khó khăn em cứ nói với chị nha. Mấy hôm trước em có hứa là sẽ thanh toán tiền trái cây, cho nên bây giờ khó mà khất lại được. Chừng nào gom được đủ tiền rồi em sẽ trả lại cho chị. Từ từ trả cũng được, em đừng có bận tâm chuyện đó. Hiền nè, bộ em tính ở vậy suốt đời hay sao? Em không sợ uổng phí tuổi thanh xuân của mình hả? Em cứ nghĩ sắc đẹp ở hoài với mình hả? Đúng là nói gì thì nói chứ em đâu còn cách nào khác đâu chị. Sao lại không có cách? Gặp người tốt rồi tái hôn là được chứ gì. Hết hồn em. Cứ cho là em gặp được một người tốt Rồi cãi số đi. Nhưng mà lỡ như anh Hùng quay trở về thì tính sao đây? Tính sao đây hả? Hiền nè, chị coi em như em gái chị mới nói. Nếu như chồng em quay về được thì đã về lâu lắm rồi. Nói tóm lại là từ đây sắp tới em không muốn chị nghe chị nói thêm một lần nào nữa đâu. Hiền, bữa nào ghé nữa nha. Thôi chị Hiền. Cảm ơn chị. Ủa, mà có vẻ chị bán hàng không được lắm hả? Tôi buôn bán được hay không thì làm sao anh biết được? Biết chứ, thấy cách chị là trái cây của tôi là tôi biết liền à. Này, sao chị không thử bán cái khác xem sao? Chuyện buôn bán của tôi tự biết phải làm gì. Anh đi lo công chuyện của anh đi. Thì tại tôi thấy lo cho nên... Tôi đã nói anh không cần phải lo rồi mà. Chị Hiền ạ, hàng xóm láng giềng với nhau, lo cho nhau có xấu gì đâu. Người gì mà rắc rối vậy trời. Cái gì? Anh nói ai rắc rối hả? Thôi, coi như từ nãy giờ tôi chưa có nói gì chị nhá. Nhá. Ai bị uống lo giùm cho mình chứ. Ở bên người ấy xin đừng nhớ đến tôi. Ở bên cạnh tôi em chỉ làm khổ tôi. Người ấy và chính tôi, hai người chúng ta, em phải nhận ra một người thôi. Xa nào. Anh ơi. Ủa, phó bếp. Anh đang ca say sưa vậy, tôi có làm phiền anh không? Ê, quà hát trời chứ, chuyện gì không anh? Tôi tính hỏi anh có chiếc xe nào cũ
mà giá rẻ rẻ chạy còn ngon không? Hên vậy ta. Chứ này đi, chủ xe đang nhờ tôi coi có ai mua thì bán giùm. Thấy vậy chứ chạy được lắm á, ok lắm. Chiếc này giá khoảng nhiêu à? Để tôi nói với chủ xe để giá rẻ cho anh. Mà nè, xong rồi đãi tôi một chầu đó nha. Anh mà giúp tôi á, tôi phải khao anh đó chứ. Tới rồi hả? Dạ. Ngồi đi. Hôm nay thấy tâm trạng của anh có vẻ rất vui hả? Vui chứ. Vì tất cả cùng đang làm việc với tôi mà. Tất cả là sao anh? Thì thằng Khanh, con Phương, con Vi. Giá như thằng Khanh tu tỉnh lại một chút thì tốt quá. Hôm nay tôi rủ anh tới đây, định đi ăn trưa với anh. Nhưng bây giờ chắc phải đi ăn với tụi nhỏ rồi. Anh cứ làm như vậy đi. Thưa rõ rồi, thưa ông chủ tịch. Mọi người, trưa nay ông chủ tịch mời chúng ta đi ăn cơm trưa. Mọi người đi, chuẩn bị đi nhé. Ông chủ tịch mời cả cô Phương nữa đó. Ủa, chỉ có em không vậy anh? Không thấy ông chủ tịch nhắc tới cô Mai. Chỉ là có mình em nhấn nút biến hả? Ông ta đang nghĩ gì vậy ta? Chắc ổng nghĩ mình đã vô trong vòng tay của ổng chứ gì. Đó chẳng qua là một sự chuẩn bị cho một trận chiến mà không hề hay biết. Các bạn vào làm việc ở công ty cũng đã lâu, thấy công việc thế nào? Dạ, con đang tích cực học hỏi đây. Đặc biệt là phòng kế hoạch. Việc tìm hiểu suy nghĩ của người tiêu dùng là rất quan trọng. Khanh thấy thế nào? Dạ con chưa biết nữa. Cậu Khanh làm rất được. Đặc biệt cậu ấy quan hệ rất tốt với các nhân viên của nhà máy. Muốn trở thành nhà kinh doanh giỏi thì việc điều hành tốt nhân viên cũng là quan trọng chứ. Con nghe nói sản phẩm đang được phòng kế hoạch dự án nghiên cứu phát triển là phở ấn liền đúng không ba? Điều này chưa được công bố. Nhưng mà muốn sản xuất được sản phẩm đó, công ty ta dự tính là sẽ đưa vào một kỹ thuật sản xuất thực phẩm lần đầu tiên được thử nghiệm tại Việt Nam. Đó là kỹ thuật gì vậy ba? Điều này còn đang bí mật. Sản phẩm phở mà chúng ta định sản xuất, nếu làm tốt thì không chỉ ở trong nước mà còn có thể tiến thẳng ra thế giới đấy à. Đúng rồi. Còn Vi thấy thế nào? Dạ. Thời gian qua cháu đã sưu tầm được nhiều tài liệu chứ hả? Cháu nghĩ dù sao thì sản phẩm phở ăn liền cũng hạn chế về mùi vị. Hạn chế? Thì có. Bởi vậy công ty ta đang nghiên cứu vũ khí tối mật nhưng chưa thể công bố ngay được. Mọi người vô làm việc đi. Tôi phải đi một vòng xuống các gian hàng. Dạ. Dạ. Cảm ơn bác. Buổi trưa ngon lắm ạ. Tất cả những hồ sơ mật hàng đầu của tập đoàn Sky đã có trong tay ta hết rồi. Bây giờ, bước cuối cùng là mình chỉ cần lấy cho được vũ khí tối mật mà công ty đang nghiên cứu, là mọi chuẩn bị cho cuộc chiến sẽ kết thúc một cách hoàn hảo.
cuộc chiến đấu với ông sẽ bắt đầu từ bây giờ. Nè, bà biết thằng Khanh nhà tôi không? Không biết là có cô nào mà phù hợp với nó không đây. Thằng Khanh nhà tôi hả? Bây giờ nó mới du học ở Pháp về, đang làm trong công ty của ông nhà tôi đó. Không, đối với tôi á thì bản thân con người quan trọng hơn gia đình chứ. Nè, bà thử xem có cô nào giỏi giang thùy mị hợp với nó không? Có hả? Cô nào vậy? Sao không nghe điện thoại vậy ta? Bận hả ta? Hay là không phải đâu, anh Khanh anh không phải là người như vậy đâu. Nếu được thì nghe điện thoại đi. Tôi không thích nghe lắm. Vậy thì tắt máy đi. Tắt thì tắt. Giờ lại tránh mình hả? Khanh, hôm nay con về sớm hả? Thì cũng phải có ngày như vậy chứ mẹ. À, Phương nói là đi ăn cơm với trường nên về trễ một tí. Khanh à, buổi trưa chủ nhật này con có rảnh không? Chi vậy mẹ? Mẹ định giới thiệu cho con. Ai vậy? Là con gái của một cô quen với mẹ. Mẹ biểu con đi coi mắt người ta hả? Coi mắt cái gì? Chẳng qua là mẹ thấy cô bé này cũng hay, cho nên mẹ muốn con gặp mặt mà. Mẹ à, con từ Pháp về chưa được bao lâu, vậy mà mẹ muốn con lấy vợ rồi à? Mẹ muốn con lập gia đình sớm. Được như vậy thì con mới ổn định mà tập trung vào công việc, đúng không? Bây giờ con ổn định vậy? Có thể là con thấy như vậy thôi. Nhưng mà Khanh à, mẹ lo cho con lắm. Thôi được rồi, nếu mẹ muốn, con sẽ gặp người ta thử một lần. Hả? Con gặp thiệt hả? Thiệt chứ. Anh Bảo, đi với tôi. Nhờ anh mà tôi mua được xe rẻ. Bây giờ tôi phải khao anh một chầu. Vậy ha, đi. Ủa, anh đi đâu vậy? Anh nói với em rồi đó, anh giúp cho anh Tùng mua cái xe Honda cũ. Mà ổng mời anh đi nhậu, anh đã nói khỏi rồi mà ổng nhất định không có chịu.
Tôi mang ơn ảnh mua chiếc xe Honda lắm, mà tôi không dằn được cảm xúc của mình. Bây giờ chị cho tôi dắt ảnh đi nhậu đúng một ly, cả anh về tận nhà. Đúng một ly thôi đó nha. Anh uống một ly rồi về liền. Bye bye con. Anh đi nha. Ủa, bộ chị về anh cũng hỏi chị hả? Thì tại cách nhau nhiều tuổi, có bộ anh bị chị nắm đầu á. Nắm đầu cái gì? Anh nói vậy mà anh nghe được hả? Nè, tôi nói cho anh biết nha, má thằng Hiệp ở nhà tôi á, tôi nằm yên một chỗ, biểu mang gạt tàn tới là mang tới, mang nước tới là mang tới. Mỗi lời tôi nói á, bả coi là mệnh lệnh của trời để mà sống đó. Ủa trời mô vậy là sao? Giờ anh không tin phải không? Tôi dắt anh quay ngược về nhà hỏi cho ra lẹ đi. Thôi được rồi, tôi tin anh rồi. Tại vì anh mạnh quá tôi kéo là không nổi thôi. Đi. Ủa? Tiệm trái cây cũng ở đây nữa nè. Tôi á, để cho vợ tôi nắm đầu là có lý do hết. Đàn ông phải để cho vợ nắm đầu thì gia đình nó mới yên ổn. Hai anh á, hai anh mai mốt lấy vợ cũng để vợ nắm đầu luôn. Đó là cái con đường duy nhất để giữ hạnh phúc gia đình. Nói vậy là ông bị vợ nắm đầu rồi. Vậy mà nãy ông nói hay lắm. Ông nói á, là lời nói của ông á, vợ ông coi là ý trời. Trời cái gì mà trời, bà coi tôi như em út vậy đó. Hai ông à, nhớ nha, mốt lấy vợ tuyệt đối không lấy bà già, không lấy lão tướng. Thề đi. Thề đi. Ủa, mà sao ông bán trái cây ông nhậu của ông mình vậy? Bộ ông bị thất tình hả? Thất tình cái gì ông ơi, chỉ là chuyện đàn bà con gái thôi ông ạ. À, vậy là chuyện phụ nữ yêu đơn phương đúng không? Yêu đơn phương cái gì đúng không? Mà lạ lắm, có cái cô ấy kìa, mỗi một lần mà tôi gặp mặt nhau là y như rằng hai đứa gây lộn xong rồi bất đồng hoài. Lạ thế. Chắc chắn ông có tình ý với cổ. Tình ý cái gì? Nó nói là mỗi lần gặp mặt là gây lộn bất đồng hoài. Tình ý cái gì? Tại vì á, có tình cảm nên nó mới khiến gây lộn vậy. Tôi với vợ tôi nè, lúc mới gặp nhau gây hoài, gây lộn hoài, hoài luôn. Ủa? Kỳ á, người ta có ý với nhau á, gặp nhau phải đối xử tốt, chứ tại sao gặp nhau lại gây lộn? Hai ông chưa có yêu nên chưa có biết gì hết trơn á. Tại vì có tình cảm nó mới khiến mình gây lộn, chứ nếu mà không quan tâm nhau nha, nó đập vô trong mặt luôn chứ đừng có nói gây. Ủa, mà cái cô đó là bà nội nào vậy? Ờ, thì có, nhưng mà tôi có nói ra thì hai ông chả biết là ai đâu. Ủa, có chuyện gì mà ông đi gặp bạn vậy? Em đã gây ra chuyện gì rồi hả? Người ta đang muốn một mình suy nghĩ, mà sao chị cứ làm phiền hoài vậy? Nếu như em có chuyện gì lo lắng á, thì cứ nói ra. Với tư cách là tiền bối trong cuộc sống, chị sẽ cho em một lời khuyên. Nếu như một người con trai mà đã trở thành người yêu của mình, thì hình như họ lại lơ là, bớt quan tâm tới mình phải không? Chuyện đó là đương nhiên rồi. Từ xưa đến nay á, cá đã câu được rồi thì đâu có ai cho ăn đâu. Theo chị thấy á, em á với đàn ông con trai á phải đưa đẩy cho khéo một chút.
thế của mình không phải là thế đưa đẩy mới chết chứ. Chà, nhìn em như vậy coi bộ đã yêu ai thiệt rồi phải không? Thôi, cái anh chàng đó là người như thế nào vậy? Thôi được rồi, chị đi ngủ đi. Là ai vậy hả? Là ai hả? Ừ. Là người mà bây giờ em không thể nói được. Em mua xe hồi nào vậy? Em đặt từ trước rồi, tối hôm qua mới lấy về. Em cố tình không nói để cho anh bất ngờ đó. Xe đẹp quá. Mai mốt hàng ngày em đón anh đi làm nha. Mất công em không? Không có gì đâu mà mất công, em thấy vui mà. Ráng nhịn đi, để không thôi ba mẹ em biết lại la anh, nói là chưa gì hết là đã làm phiền em rồi. Anh cố tình cho người ta biết là anh đang sống một mình hả? Đến công ty em may lại cho. Cậu Trường và cô Vi, bây giờ đi liền ra khu trung tâm, vòng quanh các tiệm phở để điều tra về người tiêu dùng. Còn cậu Khanh, làm cho xong bản kế hoạch đi rồi nộp cho tôi. Vậy nha, mọi người đi liền đi. Dạ, dạ. Lại ra ngoài làm việc nữa rồi. Mình ghé những tiệm phở lâu năm của thành phố trước, sau đó đi những tiệm phở mới mở. Hôm nay đi nhiều chỗ quá ha. Đằng kia có taxi kìa. À, không cần đâu. Bám chắc vô nha. Tối hôm qua anh nhậu dữ lắm hả? Cái ông chủ tiệm sửa xe, ông ép tôi uống quá trời luôn. Ai mà ép được anh. Anh thích uống thì có, nhìn anh thôi là biết anh là bợm rượu rồi. Hình như cô anh có ý gì với tôi phải không? Ý gì là sao? Anh nói gì vậy? Ông chủ tiệm sửa xe nói vậy á, ai mà gặp nhau á, gây lộn cãi lộn với nhau hoài á, đều xuất phát từ tình cảm á. Cái gì? Tình cảm? Ý anh muốn nói là tôi có tình ý với anh hả? Trời ơi, tức chết đi đây nè. Trời ơi, không có thở nổi nữa. Anh nói như vậy là sao hả? Nếu không phải vậy á, chứ tôi nói câu nào cô cũng kiếm chuyện với tôi là sao? Anh Hoàng. Gì? Anh Hoàng coi anh Tùng nói em kìa. Gì vậy? Tôi đâu có biết gì đâu. Anh nói nha, anh cũng bên anh Tùng nữa à? Thì bởi vậy, cô mà không muốn bị hiểu lầm kiểu đó, từ đây về sau á, cô đừng có kiếm chuyện với tôi nữa. Nếu không á hả, tôi sẽ ra chợ tôi đồn ầm lên á, là cô mê tôi cho mà coi. Anh cứ vậy hoài à?
anh cứ ngủ vậy riết rồi không có khách luôn quá. Khách tới sửa xe thấy anh ngủ chắc cũng bỏ chạy mất tiêu luôn quá. Không phải đâu em, tại tiệm không có khách anh mới ngủ chứ bộ. Thiệt tình là anh không làm nổi ngày sửa xe nữa hả? Thôi được rồi, vậy thì anh thử làm cái nghề gì mà anh nói là giao nhận hàng bằng xe gắn máy gì đó, thử lần coi sao. Thiệt đó. Wow, em đúng là số 1. Vị phở ở đây cũng ngon phải không? Nhưng mà vị phở ở đây không đậm đà bằng những tiệm phở mình đến lúc trước. Khách đến đây phần lớn là thanh niên, nhiều khi họ đến vì khung cảnh của quán, không khí ở đây hơn là vị phở. Trường cũng thấy thích không khí ở đây mà. Hay, Sài Gòn bây giờ thay đổi nhiều quá. Cách đây 6 năm tìm tiệm phở như vậy để ăn hơi khó đó. Chào Vi chút nha. Mình đi uống cà phê đi. Trường cởi cái áo khoác ra đi. Hả? Trường cứ để như vậy hoài, rớt mất cái nút áo thì sao? Không sao đâu. Thôi mà, tháo ra đi. Trường thân với ông chủ tịch như vậy chắc là biết hết những chuyện quan trọng ở công ty hơn người khác. Không có chuyện đó đâu. Chuyện tối mật hồi nãy trưởng phòng nói, không biết đến chừng nào mới được công bố ha. Coi bộ Vi tò mò chuyện này dữ ha. Không, không có gì. Vi nghĩ đằng nào thì cũng phải công bố, lúc đó mọi người sẽ biết mà. Trời đất ơi, hai người đó thì đi chung với nhau nữa kìa. Xe máy là phương tiện tốt nhất để đi trong thành phố mà. Anh cởi áo vest ra đi, em chuẩn bị hết rồi nè. Cái này... Ủa, gắn lại rồi hả? Ai gắn lại cho anh vậy? Anh đi làm ở bên ngoài, Vi thấy cho nên Vi khâu lại giùm anh rồi. Chắc là Vi thấy anh tội nghiệp đó mà. Nhờ Vi mà em bớt một việc làm. Thôi, mình đi uống cà phê đi.
Cảm ơn anh. Để cuối tuần này tôi thanh toán luôn cho anh nha. Cô đổi mối rồi hả? Tại sao đổi mối? Ai cho cô làm thế? Kỳ cục không? Tự tôi đổi đó, có gì không? Dù bất kỳ lý do gì, tôi cũng không chấp nhận. Nè, tôi mua hàng ở chỗ khác thì mắc mớ gì đến anh? Thôi thì coi như tôi cũng xin lỗi anh đi. Nhưng mà từ giờ á, tôi đã đổi mối rồi, anh đừng có mang trái cây đến đây nữa, được không? Đàn bà con gái mà nói không chịu nghe là sao nhỉ? Xin lỗi. Thôi được rồi. Từ bây giờ ấy, lúc nào có tiền thì mang trả tôi cũng được. Tôi không đi theo kỳ kèo nữa đâu. Qua tiệm tôi là trái cây đi nha. Tôi đã nói là khỏi rồi mà. Anh mới là người không nghe lời đó. Từ ngày mai, ngày nào tôi cũng mang trái cây lên đây. Quyết định về đi ha. Nè, anh kia, anh kia đứng lại. Cái ông này thiệt là, sao lúc nào cũng làm theo ý của mình hoài vậy? Hai người đó đáng nghi lắm. Ngươi, chắc là em nhìn lộn rồi đó. Tình huống đó không phải là nhìn lộn hay là nhìn đúng, mà là trực giác của người phụ nữ. Em chắc chắn với anh là hai người đó có tình cảm với nhau đó. Nếu vậy á, cái cô mà thằng cha chủ tiệm trái cây nói là bà Hiền hả? Cái gì? Chủ tiệm trái cây nói cái gì với anh? Ông nói á, có cái cô kia kìa, hễ gặp mặt nhau là gây lộn hoài à. Như vậy chắc chắn hai người có tình cảm với nhau rồi đó anh. Đối với ông chủ tiệm trái cây thì anh không biết, nhưng mà với bà Hiền á thì không đời nào đâu. Bởi vì ngoài anh Hùng ra thì bà không có ai khác hết á. Đó là suy nghĩ của anh. Hùng lâu nay không có tin tức gì hết. Hiền còn trẻ quá mà, không lẽ làm hòn giọng phu hoài sao? Sao tự nhiên thấy thất vọng bà Hiền quá ta? Sao thất vọng? Hiền gặp người khác tốt thì phải mừng cho Hiền chứ. Anh á thì lại không có ủng hộ chuyện này. Rủi bây giờ á bà Hiền quen người khác rồi Hùng xuất hiện thì sao? Sao anh là bạn của Hiền mà anh không nghĩ giùm Hiền một chút xíu nào hết trơn vậy? Anh nghĩ giùm một cái móng tay cũng được nữa. Bây giờ nếu như đổi lại ha, tới lúc chết mà Hùng cũng không quay lại thì sao? Không lẽ lúc đó Hiền làm quá phụ già luôn hả? Cái chuyện đó thì bởi vậy mới nói nha, có người bạn khác giới không có xài được chỗ nào hết trơn. Hiền nè, dù em quyết định như thế nào thì chị cũng đứng về phía em đó. Hả? Chị nói vậy là sao? Thì em cứ biết vậy đi. Dù thế nào đi nữa thì chị cũng hiểu em mà. Chị nói vậy là sao ta? Hả? Vi với Khanh và Trường làm chung văn phòng. Đi một vòng rồi gặp nhau như vậy đó. Bộ Vi không thấy bất tiện hả? Nói thiệt, lúc đầu Vi cũng cảm thấy bất tiện lắm. Nhưng mà làm riết rồi chắc cũng quen. Bây giờ Vi lại cảm thấy bình thường. Hai đứa Vi duyên số dai dẳng dễ sợ thiệt. Vậy còn Khanh thì sao? Khanh gặp Vi, Khanh có nói gì không? Cũng chẳng nói gì đặc biệt. Khanh bây giờ thay đổi nhiều lắm, khác trước nhiều. Có khi nào lý do làm Khanh thay đổi là vì Vi không? Chắc không phải là như vậy. Tự nhiên nói chuyện này mất vui. Hà đang làm phóng sự gì vậy? Trang chưa làm phóng sự à, chỉ mới lên kế hoạch thôi. Đây là một phóng sự đặc biệt.
Trang dự định sẽ phỏng vấn những nhà doanh nghiệp dẫn dắt Việt Nam, trong đó có cả ông Cường, tổng giám đốc công ty TV đó. Vậy hả? Nghe nói ông Cường chủ tịch được các nhân viên đánh giá cao lắm phải không? Có một vài ý kiến cho là ông rất đáng được tôn trọng về tư cách một nhà doanh nghiệp và cả tư cách cá nhân nữa đó. Vì sướng thiệt á, được làm với ông chủ tốt như vậy. Khi đó anh với chị Vi tới nhà em, anh mỉm cười với em. Lúc đó còn nhỏ mà tim em đập thình thịch luôn vậy đó. Sao không nói? Nếu nói thì ngày nào anh cũng sẽ cười với em. Nhưng mà lúc đó em ghét chị Vi lắm. Tại vì á, chị Vi lúc nào cũng thân mật với anh hết trơn. Đừng lo, từ giờ anh sẽ thân mật với em hơn. Làm gì vậy? Sao tự nhiên chu mỏ ra vậy? Em chu mỏ hồi nào? Thu nhập tháng này coi bộ cũng tệ quá. Cứ như vậy hoài á, giống như là mình làm không công vậy. Hay là mình sẽ đổi qua một người khác? Được rồi, mình sẽ đợi đến ngày mai thử coi sao. Được rồi, từ ngày mai mình sẽ bắt đầu lại. Chị mới nói gì vậy? Mới tức thì á. Chị nói từ ngày mai sẽ bắt đầu lại. Còn em? Chỉ chờ tới ngày mai thôi. À, mà không, con sẽ có quyết định sớm là nên tiếp tục hay sẽ đổi qua một người khác. Con nói mày đừng có quá lo lắng mà. Thôi, thôi ở nhà nghỉ ngơi ít bữa đi. Thôi mẹ đi. Mẹ đi cẩn thận đấy mẹ. Ừ. Sao giờ này vẫn chưa ra trời? Còn làm gì nữa? Hay là cô ấy đi chỗ khác bán? Cô Thanh! Ủa? Thầy ơi! Hôm nay con thấy thịt tươi mà ngon đặc biệt đấy nha. Ngon không? Ngon. Tôi cắt cho cậu một ký thịt nha. Dạ không không không. Con qua đây là để hỏi con dâu cô đâu. Con chờ từ sáng mà không thấy cô qua đặt hàng. Chắc tạm thời nó không có ra chợ nữa đâu. Nó nói để nghỉ ở nhà ít bữa mà. Ủa sao vậy cô? Cô ấy bệnh hả? À không, không phải vậy. Tóm lại là chắc nó phải nghỉ vài bữa nữa nó mới ra mà. Sao cô ấy không ra chợ bán ta? Thôi chết. Hay là hôm qua mình nói linh tinh, cô ấy giận rồi. Chắc không đâu. Cô ấy không phải là người để bụng nhỏ nhen vậy đâu. Thử buôn bán cái gì đó một lần coi sao.
Hay là bán thịt nướng như lúc trước mẹ làm? Không được, cái đó hết thịnh rồi. Hay là mình đẩy xe đi bán qua? Trời ơi, cái đó làm gì mà kiếm được nhiều tiền. Sao mà tự nhiên đau đầu dữ vậy ta? Ủa? Khanh đâu con? Hình như ở trong phòng đó mẹ. Trời đất ơi, bây giờ là mấy giờ rồi mà con chưa chuẩn bị nữa? Chuẩn bị gì mà? Ủa? Mẹ chưa có nói cho con hay hả? Hôm nay thằng Khanh nó có hẹn đi coi mắt người ta. Coi mắt? Ừ. Ảnh chịu đi hả mà? Ừ. Thôi bây giờ con lên đó, con hối nó lẹ đi. Dạ. Chuyện anh chịu đi làm quen một người con gái nào đó là có ý gì vậy? Ý gì à? Nếu nhất định phải có ý nghĩa thì đó chắc là đạo lý của một thằng con trai đối với mẹ mình chứ gì. Vậy ra anh không có ý định tốt. Chỉ vì mẹ kêu anh đi gặp nên anh đi một cách gượng ép thôi phải không? Thì đi thử xem sao. Nếu cô ấy được thì sẽ rủ đi chơi chung với nhau một ngày. Anh đang nói gì kỳ vậy? Đi làm quen là gặp gỡ giữa hai gia đình. Nếu mà anh như vậy á thì... Thôi đi. Nghe mẹ cằn nhằn anh nhức ốc lắm rồi. Con mặc cái này mà đi hả? Bộ kỳ lắm hả mẹ? Đương nhiên là kỳ rồi. Thôi con lên lầu thay bộ vest đi. Lần gặp đầu tiên mà. Lần gặp sau thì con mặc cái gì cũng được. Lần này con nghe lời mẹ đi. Thay đi con. Dạ con biết rồi. Hình như là anh Khanh vừa học kinh doanh ở bên Pháp về à? Chắc vậy quá. Bởi vì tôi ít đến trường quá nên cũng không nhớ lắm. Hình như anh Khanh là người vui tính hơn là em nghĩ đó. Tôi hả? Công nhận tôi cũng có một ít óc hài hước thiệt. À, cô đến đây để làm gì vậy? Anh hỏi vậy em cũng không biết trả lời sao nữa. Vậy anh đến đây để làm gì? Tôi đến đây để thử là một đứa con trai ngoan của mẹ tôi. Vậy ra cô cũng cùng với lý do của tôi à? Cứ nghĩ đến đây chắc là vui lắm. Ai ngờ chán ngắt. Chắc buổi gặp mặt hôm nay sẽ làm tôi nhớ nhiều đó. Vậy sao? Vậy là vinh dự cho tôi lắm rồi. Vậy à? Tôi thấy gì quá khó chịu nên nhớ lâu kìa. Anh Khanh đây. Anh sẽ tới nhà em bây giờ hả? Dạ. Em biết rồi, em biết rồi. Ai nói đến trước nhà mình vậy hả? Em đi gặp ai mà lại như vậy? Người đó đó. Người đó đó? Người đó đó là ai? Bây giờ em không có thời gian nói đâu, chị đừng có bắt em nói nữa. Qua đây làm tóc giùm em đi.
Không biết người này làm gì mà đi chiếc xe xịn quá trời. Quần áo ăn mặc cũng vậy nữa. Mấy ngày nay em đã điện thoại cho anh rất nhiều. Sao anh không nghe máy? Anh bận làm gì? Hay là anh cố tình không nghe điện thoại của em? Có khi đúng như vậy cũng không biết chừng. Hay là anh sợ em bắt anh phải chịu trách nhiệm chuyện hôm trước, giống như mấy đứa nhà quê vậy đó. Em nói thiệt nha, em không hối hận vì đã ở cạnh anh đêm đó. Bởi vì em yêu anh. Mấy ngày không gặp anh, em biết là em đã yêu anh nhiều đến giường nào. Lý do gì vậy? Thì lý do mà em yêu anh đó. Trong tình yêu mà cũng có lý do nữa ha anh. Có thiệt vậy không? Cũng có. Lý do là mỗi lần ở bên cạnh anh, tự nhiên em cảm thấy hơi run. Nhưng mà em lại cũng cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ người con gái nào khác trên đời này. Đó là lý do em yêu anh. Anh sao vậy? Em thiệt không có mắt nhìn đàn ông chút nào. Sao rồi? Cô bé con gặp thế nào? Cô nói cô không thích kiểu người như con. Chắc không có đâu. Thiệt mà mẹ? Hay là mặt con trơ tráo quá? Lý do là mỗi lần ở bên cạnh anh, em cảm thấy hơi run. Nhưng mà em lại cũng cảm thấy mình hạnh phúc hơn bất cứ người con gái nào khác trên đời này. Thì khác với ai kia? Ảnh đã ngã về mình được một chút, nhưng mà chỉ hình như thôi. Lẽ ra là mình nói như vậy, anh đã phải ôm mình chặt vào lòng mới phải chứ. Em cũng thiệt, không có mắt nhìn đàn ông là sao? Em có chuyện, không muốn về nhà nên mới tới đây. Vô nhà đi em. Chà, chị sướng thiệt ha. Được ở một mình trong một căn nhà đẹp giống như vậy. Nếu như em thấy thích, đi ra ngoài tìm việc làm, sau đó mướn nhà riêng mà ở. Để chị pha nước cho uống nha. Thôi khỏi. Chị còn nhớ anh Khanh không? Khanh sao vậy? Không, đang đi bộ về, ngang qua đây em sực nhớ nên hỏi vậy thôi. Anh Khanh hiện nay đang làm chung văn phòng với chị đó. Vậy hả? Làm trong phòng kế hoạch của tập đoàn Sky hả? Ừ. Thì ra vậy. Sữa ngon quá ha. Hả? Thằng Khanh nhà tôi đã làm như vậy hả? Nhưng mà dù sao
tôi cũng nhờ bà xin lỗi bên đó giùm tôi nha. Khanh, con đã làm gì cô gái đó? Làm gì là sao mẹ? Người ta nói cổ đi coi mắt về chỉ biết trùm mền mà khóc thôi. Ờ, hay là sao lúc chia tay với con, cô ấy gặp chuyện gì? Thôi được rồi, mẹ sẽ tìm chỗ khác cho con. Thôi đi mẹ, con không muốn đến những chỗ như vậy đâu. Vậy là sao hả mẹ? Bộ con lấy vợ giống như chọn một món hàng trong chợ sao? Sao con... Mẹ à, mẹ thử đừng lo cho con một lần. Hay là trong ngày hôm nay có được không mẹ? Thiệt tình con không muốn nghe đâu. Sao? Đi chơi có vui không? Chị thấy cái anh chàng đó cũng được lắm đó. Chị thấy rồi hả? Tại chị tò mò quá nên ló ra coi một chút thôi mà. Anh chàng đó làm nghề gì vậy? Sao chị thấy quen quen? Gặp nhau đâu rồi thì phải? Anh làm ở công ty. Công ty gì vậy? Nhưng mà bây giờ đầu óc em đang rối tung lên đây nè. Chị làm ơn đừng có bắt em phải nói nữa, được không? Thôi, chị đi có chút việc, em dọn cơm cho ba nha. Mình phải đẩy mạnh lên một chút nữa mới được. Phải đẩy mạnh lên nữa. Anh Khanh phải là của mình. Phải là của mình. Cố lên. Cố lên. Sao mặt mày yếu xìu vậy? Có chuyện gì hả? Có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì hết á. Thôi đi. Giờ mặt ông rồi điệu bộ là tôi biết chắc chắn có chuyện gì xảy ra. Bây giờ chuyện gì nói, khó khăn tôi giải quyết. Đâu có gì đâu. Comme une salamandre. L'amour est merveilleux. Et renaît de ses cendres. Comme l'oiseau de feu. Có chuyện nữa rồi. Gì vậy? Cái tiệm trái cây á, người nó yếu xìu như trái cam thúi vậy đó. Còn mặt mày thì trời lo lắng y như trái nho khô. Mà vậy mà anh hỏi ha, có chuyện gì xảy ra nhất định không nói cho anh nghe thì ghét không? Thấy ghét. Ừ. Nhỏ Hiền. Bà Hiền sao? Đúng rồi, nhỏ Hiền hôm nay không ra bán cho nên con người thằng Trả mới trở thành trái cây dập như vậy. Em nói chắc chắn không có sai đâu. Bé Thủy nó mới ở đây về đó chị. Thủy mới đến đây hả? Dạ. Nó đến với bạn trai hả? Bé Thủy có bạn trai hả? Ừ, hình như là dạo này nó hay đi chơi với bạn trai thì phải. Vậy sao chị? Ừ, vậy là hai đứa nó đến đây chung hả? Dạ không, em nói bé Thủy nó đến mình. À quên nữa, trung tâm thương mại Sky có tuyển nhân viên bán hàng không vậy? Theo em biết thì hiện nay vẫn chưa có kế hoạch đặc biệt. Ủa, mà ai muốn làm việc vậy chị? Chị tính làm thử. Dạo này buôn bán không được lắm, cho nên chị tính xin việc làm. Buôn bán dạo này khó khăn như vậy hả chị? Chắc là tại vì dạo này á, có nhiều cái quán cà phê coi cũng được mọc lên hay sao đó, cho nên buôn bán không được như xưa nữa. Em thấy thay vì nghĩ đến chuyện làm gì khác, tại sao chị không tận dụng bí quyết buôn bán của chị lâu năm rồi phát triển nó lên?
Bây giờ buôn bán cũng xong, làm sao phát triển lên được chứ? Em thấy hiện nay loại hình kinh doanh cà phê take out đang được nước ngoài người ta thích lắm á. Té cái gì? Take out là loại hình kinh doanh cà phê nhỏ mà gọn. Chủ yếu là mình chú trọng đến khâu thiết kế, với lại đóng gói cà phê, làm sao cho khách có thể mang đi sử dụng ở ngoài đường. Ủa, nếu mà như vậy á thì đâu có khác gì với cái công việc chị đang làm đâu. Dạ đúng đó, nhưng mà em đã nói á, mình phải chú ý đến nội thất, làm sao cho phù hợp với giới trẻ. Bên cạnh đó, mình phải sử dụng ly giấy, loại ly một lần rồi bỏ. Chú ý luôn phần thiết kế ly giấy, làm sao cho giới trẻ thích. Nếu mà làm được như vậy thì hay quá. Hay là bây giờ chị sẽ thiết kế lại cái xe đẩy, rồi sau đó đổi sang sử dụng ly giấy đẹp, xài một lần rồi bỏ. Dạ, mình làm như vậy cũng được, nhưng mà em sợ là không có tăng thu nhập bao nhiêu. Em thấy thay đổi hẳn cái xe bán nước của chị, rồi mình hệ thống hóa nó luôn. Hệ thống hóa? Hiện nay ở quán ăn, các nơi người ta làm việc phải có hệ thống hóa. Em thấy xe đẩy nước của chị không có hệ thống hóa, cho nên bây giờ chị cứ thử làm một lần đi, chắc chắn là sẽ được mà. Khoan đã, giấy. Em nói chị nghe coi. Như vậy, mình sẽ gom tất cả các món trà xăm và sinh tố lại để mà làm cái hệ thống quán cà phê mini chứ gì. Nếu được như vậy, mình đã trở thành giám đốc của cái quán đó rồi còn gì. Mình đã quyết định tới tiệm cà phê Vi thì là sáng suốt. Con làm gì đó? Mẹ, bắt đầu từ ngày mai con sẽ kinh doanh cái mới. Kinh doanh hả? Con đã nói chuyện với bé Vi rồi. Con thấy công việc này cũng có tương lai lắm đó mẹ. Cái gì vậy? Con tính mở hệ thống quán cà phê mini. Hả? Có nghĩa là... Thôi để mai mốt, chừng nào rảnh á, con sẽ nói cặn kẽ cho mẹ biết. Nhỏ Vi kêu con làm phải không? Dạ. Mẹ chưa biết chuyện gì, nhưng mà nếu Vi nó biểu con làm á thì con cứ vậy mà làm đi. Bộ hễ bé Vi kêu con làm gì là con phải làm theo hả mẹ? Ủa là sao? Thôi mẹ đi ngủ đi mẹ. Ngày mai đi chợ ghé em nữa nha. Chị, ủa, nghe nói em cũng ra mấy bữa lận mà. Em cũng tính vậy đó, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại á, đằng nào rồi cũng phải làm. Bởi vậy cho nên bắt đầu sớm cũng vẫn tốt hơn. Làm gì? Em tính kinh doanh một nghề mới. Nghề mới hả? Ừ. Vụ gì đây? Vụ này vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật, chưa có nói ra được đâu. Bí mật? Ừ. Bật mí cho chị biết đi, nếu được chị làm ăn chung với. Chị cũng muốn làm nữa hả? Ừ. Mà cũng đâu có gì là không được. Em tính là mở một cái hệ thống quán cà phê mini. Nhỏ Vi có hứa là sẽ cho em tất cả các tài liệu về dự án này rồi. Bởi vậy cho nên là... Sao chị thấy có được không? Có lý á. Chị Hiền, sao nghe nói là nghỉ mấy ngày cơ mà, có chuyện gì vậy? Tôi với anh là người dân, ra hay không ra thì mắc mớ gì đến anh. Chị bệnh hả? Bệnh đau gì? Cổ không ra đây á là ở nhà lên kế hoạch làm ăn mới đó. Nãy giờ tôi với cổ bàn chuyện quan trọng. Cậu bán trái cây đi chỗ khác chơi đi. Chừng nào bắt đầu vậy? Trước mắt là phải kiếm mặt bằng, dù nhỏ cũng được. Này, làm gì mà cầm mặt bằng? Cổ đang định mở quán cà phê mini đó. Chị, em đã nói là chị phải giữ kín bí mật một thời gian rồi mà. Quên,
Thôi để chị cài cái dây kéo miệng lên nha. Hai người tính làm ăn chung hả? Thì đó, tôi thấy được, cho nên là tôi định là hùng chung với cổ đó. Sao còn cậu có muốn hùng không? Trời ơi chị. Mà nè, bộ chị tưởng kế hoạch này á ai cũng có thể làm được hay sao? Nhưng mà nhiều người á thì càng đỡ vốn mà lại càng vui. Chị Hiền ạ, chị muốn nói gì cũng được, nhưng mà đừng nói xa xôi như thế, tội nghiệp tôi chứ. Chuyện này thì tôi cũng có hơi lỡ lời, coi như là tôi xin lỗi anh đi. Này, nghe vụ này cũng thấy hay đấy, cho tôi làm chung với. Không được, không có chỗ cho anh xen vô đâu. Kìa Hiền, đây là vụ làm ăn mới bắt đầu, không có thì mình tạo cho có. Với lại dù gì cũng mang tiếng kinh doanh, có đàn ông vô càng vững tâm hơn chứ làm sao. Trời ơi chị. Hệ thống quán cà phê mini à? Ý tưởng này cũng được chứ bộ. Cô ấy nói là cần một mặt bằng. Chị Hiền ạ, chị đã làm xong bản kế hoạch kinh doanh chưa? Nè, tôi đã lên bản kế hoạch kinh doanh hay chưa thì mắc mớ gì đến anh? Kìa, tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ cùng đầu tư với chị ạ. Tôi không có ý định làm chung với anh đâu, đi chỗ khác mà hỏi đi. Trời ơi, vậy còn cái bàn để ở tiệm tôi thì sao? Giải quyết làm sao bây giờ? Anh nói gì? Cái bàn gì? Thì tại vì bữa trước chị nói là cần một mặt bằng, cho nên là tôi cuống cuồng lên đi mua ngay về một cái bàn. Chị ạ, tôi nghĩ chỗ này mình làm văn phòng kinh doanh cũng được chưa? Hả? Trước mắt tôi thấy cần gì thì mua đó, còn sau này chị thiếu gì cứ nói nhé. Chị ạ, bây giờ tôi với chị làm ăn chung rồi, chị có thể cho phép tôi xem bản kế hoạch kinh doanh của chị được không? Cái gì vậy? Không phải là anh muốn coi bản kế hoạch kinh doanh hay sao? Tôi đã ghi ra rồi đó, anh coi đi. Người làm kinh doanh thì phải có bản kế hoạch trong khi hết trời. Tôi nghĩ ít nhất cũng phải viết trên máy vi tính chứ. Máy vi tính hả? Chị đừng nói với tôi là chị không biết xài vi tính nha. Không biết xài máy vi tính là sao? Tôi biết xài máy vi tính mà. Chắc không? Sao không chắc? Vậy thì hay quá. Ngay ngày mai tôi sẽ mang máy vi tính ở nhà qua đây chúng ta cùng làm lại nha. Cái này là cái gì trời? Ê, nghe nói Khanh đi dặm hỏi ai phải không? Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa. À, Trường phải biết cảm ơn vì được gặp Phương sớm, cho nên không bị xúi dục đi coi mắt vợ kiểu như thế này. Ở nhà buồn quá em ra đây chơi, không ngờ lại gặp anh ở đây. Vậy à,
Giờ thì em tiếp tục đi coi trung tâm thương mại đi, rồi về. Đi thôi. Anh, nhưng mấy giờ anh mới đi làm về? Cũng không biết nữa. Hôm nay mình làm tới khuya hả? Anh phải làm thêm tới khuya, chắc là trễ lắm. Thôi anh đang bận. Ai vậy? Người quen thôi mà. Rốt cuộc là ảnh có ý gì với mình hay không vậy ta? Thiệt là làm cho mình khó hiểu quá đi. Bỏ cuộc chứ. Nếu như bỏ cuộc ngang xương như vậy, đâu còn là con thủy này nữa. Em mời anh. Cảm ơn cô. Vũ khí tối mật ở bên kinh doanh thực phẩm là gì vậy anh? Cô muốn biết hả? Dạ. Làm sao để giữ được vị phở truyền thống khi làm phở ăn liền? Có khả năng làm được điều đó sao? Đương nhiên. Tất cả kỹ thuật và chiến lược đó đều ở đây. Rồi một chút xíu nữa thôi, mọi người sẽ được biết. Alo, phòng kế hoạch dự án nghe. Dạ thưa ông chủ tịch. Dạ, dạ, dạ rồi, tôi biết ạ. Tôi đi gặp ông chủ tịch một chút. Dạ, anh cứ đi. Mọi người đâu hết rồi? Mọi người đi ra ngoài rồi. Vậy là ba người quyết định làm ăn chung với nhau hả? Dạ. Kế hoạch kinh doanh của tụi em lộ ra ngoài là không được đâu. Mấy chị đừng có nói cho ai biết nha. Không có đâu, tụi chị không phải dân nhiều chuyện đâu. Ha Nương ha. Ủa, bữa nay mọi người họp mặt ở đây ăn trưa hả? Dạ. Đâu có, Hiền với Nương định làm ăn chung nè. Không có gì. Em đã nói chị làm ơn giữ cái bí mật rồi mà. Chị xin lỗi nha. Chị xin hứa bắt đầu từ bây giờ ha, trại răng chị không nói nửa lời đâu. Nhưng mà chị cũng cầu mong cho cái công chuyện làm ăn của em thành công ha. Nếu vậy thì mình cũng phải mở một cửa hàng trong hệ thống mới được. Anh ơi, nhỏ Hiền mở kinh doanh đó. Bà Hiền hả? Kinh doanh gì? Kinh doanh hệ thống quán cà phê mini. Thôi chết, nó đã dặn em không được nói với ai rồi. Thôi kệ, nó cũng không biết đâu. Nói tóm lại là nó bán hệ thống xe đẩy bán trà đá khắp thành phố đó. Rộng khắp thành phố luôn. Sao bà Hiền nghĩ được chiêu này ta? Dễ gì bà Hiền nghĩ được.
ý của ông Vi đó. Hèn chi, anh nói mà, bé Vi có cái đầu rất là thông minh. Thôi được rồi, để em hỏi ý kiến nhỏ Vi chuyện làm ăn của em coi làm sao. Được á, anh nói rồi, Vi rất là thông minh, giỏi nữa. Mà anh nói đúng chứ bộ. Cậu Trường với cậu Khanh, trong tuần này làm điều tra về người tiêu dùng cho xong đi. Còn cô Vi thì kết thúc công việc phân loại đặc điểm mùi vị của từng loại rau. Tất cả những tài liệu đó sẽ được sử dụng làm những tài liệu quan trọng để làm nên nước lèo phở. Cho nên hãy cố gắng làm cho thật chi tiết. À, còn hôm nay là liên hoan chung của toàn bộ bộ phận kế hoạch. Tất cả mọi người phải tham dự, không được thiếu một ai. Vô! Vì không uống hả? Vì không thích uống lắm. Nè, trong liên quan không có trốn được đâu đó. Uống đi, nhanh lên. Uống cũng được quá ha. Bộ trưởng tưởng là Vi không biết uống rượu nên mới nói là không uống hả? Đâu có, từ hồi nào tới giờ có chuyện gì mà Vi không làm được, đúng không? Cô Vi cẩn thận đó nha. Nếu cứ thân mật với Trường hoài, Phương có thể hiểu lầm đó. Vi chưa làm bất cứ điều gì để cho Phương hiểu lầm. Vậy thì tốt. Tôi chỉ lo có chuyện gì xảy ra thôi. Thật sự Khanh muốn nói với Vi chuyện gì vậy? Chuyện muốn nói à? Nhiều lắm. Nhưng nhìn thấy mặt Vi, Khanh sợ quá, chắc nói không nổi đâu. Tụi mình coi nhau như đồng nghiệp nha. Chuyện ngày xưa đã qua rồi mà. Chuyện ngày xưa à? Ngày xưa giữa chúng ta đã từng có chuyện gì vậy? Đúng là Vì đang nói chuyện không đâu. Tóm lại, từ đây về sau mong rằng chúng ta coi nhau như đồng nghiệp. Vậy nha anh Khanh. Cũng được chứ sao, cô Vi. Về Trường ơi. Bye Khanh. Bye Vi. Tổ trưởng xỉn rồi. Mình về đi. Mọi người về trước đi. Tôi còn phải gặp bạn nữa rồi mới về. Ủa, ai vậy? Sao tự nhiên tôi thấy nhớ cô gái kia quá. Hả? Anh nói là bây giờ đang ở trước cửa nhà em hả? Dạ. Dạ. Ủa em tính đi đâu vậy? Nhớ về sớm nha. Không được, phải đổi chiến lược. Sao anh nói phải làm thêm tới khuya? Có chuyện gì mà phải tới tận nhà em vậy? Thì làm thêm xong rồi. Tự nhiên anh lại thấy nhớ em. Sao lại phải nhớ em? Anh cũng không biết tại sao lại nhớ em nữa. Thôi, lên xe đi. Sao em lại phải lên xe? Nếu vậy thì thôi.
Để em lên. Tụi mình cưới nhau đi. Anh mới nói gì? Tụi mình làm đám cưới với nhau đi. Thì không đó. Nhưng mà anh đâu có yêu em. Anh sẽ cố gắng để yêu em. Em có chịu làm vợ anh không? Anh không giỡn với em đó chứ. Anh sẽ cho 2 ngày. Em suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời cho anh biết. Anh ơi, em nghĩ là không đợi đến ngày mai đâu. Không đợi đến 2 ngày nữa luôn. Mình cưới nhau đi. Hả? Mình cưới nhau đi. Cưới hả? Ờ. Ừ, cưới thì cưới. Giờ này mà anh còn kêu mọi người ra đây làm chi vậy? Nếu là chuyện công ty thì để mai nói cũng được. Dạ cũng không có gì đặc biệt ạ. Con muốn lấy vợ. Anh mới nói gì? Anh muốn lấy vợ? Sao từ nào tới giờ con đâu có nhắc tới chuyện này? Sao bây giờ lại đòi cưới? Tự nhiên có người con muốn lấy làm vợ. Cô ấy là người thế nào? Ba trực tiếp gặp đi rồi sẽ biết. Con sẽ dẫn về đây ra mắt gia đình mình sớm thôi. Ai vậy? Anh về Sài Gòn chưa được bao lâu mà đã đòi cưới người ta. Anh có yêu người ta không vậy? Hỏi từng câu một thôi có được không? Em hỏi người đó như thế nào? Cô ta làm nghề gì thôi? Anh đã nói rồi. Vài bữa nữa anh sẽ dẫn về. Lúc đó gặp trực tiếp mà hỏi. Em thấy anh lạ lắm mà nha. Em chỉ hỏi người đó như thế nào, anh kêu em gặp trực tiếp hỏi người đó là sao? Thì gặp trực tiếp hỏi thì chắc chắn hơn là để anh nói. Anh hai, hay là anh đừng nói với em là Vi đó nha. Định sai đâu. Mà sao nó đã có bạn gái và có cả ý định cưới rồi, vậy mà nó lại chịu làm quen cô gái khác chứ? Có chuyện gì vậy? Ngày thường mặt trời mọc ở đỉnh đầu mà vẫn chưa chịu mở mắt. Sao bữa nay thức sớm quá vậy? Em không ngủ được. Sao vậy? Tại vì em đang thức mà cứ tưởng như là mình đang mơ vậy đó. Có chuyện gì? Nói chị nghe coi.
sáng nào cũng tới đón anh chia cho mất công. Anh đã nói là khỏi rồi mà. Phương. Hả? Em đang nghĩ cái gì mà miên man quá vậy? Anh Khanh đòi lấy vợ. Hả? Khanh đòi lấy vợ hả? Anh cũng sửng sốt phải không? Nhà em khi nghe tin này cũng bất ngờ, tưởng đâu mất hồn luôn đó. Có bao giờ nghe Khanh nhắc tới chuyện lấy vợ đâu ta? Thì đó, tóm lại là ông Khanh nhà em á luôn làm cho người khác bất ngờ. Có gì đâu mà phải lo. Khanh tưởng chừng như là không yêu đương gì nữa mà bây giờ đột ngột đòi lấy vợ như vậy là tốt vô điều kiện quá rồi còn gì nữa. Vậy hả? Ừ, vậy thì cũng đúng. Nhưng mà em mong rằng anh Khanh nhà em á quen cô nào đừng thấy ghét như là Vi được rồi. Ê, mình nghe Phương nói rồi nha. Tính cưới vợ đột ngột phải không? Đầu đuôi câu chuyện sao kể mình nghe coi. Ừ, thì có chuyện như vậy đó. Mình không biết người đó là ai, mà Khanh có yêu đến mức phải cưới không vậy? Đúng là đính hôn rồi có khác. Trường hỏi y chang như Phương hỏi vậy. Yêu à? Thực ra Khanh không có yêu, nhưng nếu lấy cô này Khanh cảm thấy tự nhiên sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra. Không yêu mà Khanh cũng cưới sao? Sao? Không được hả? Nè, có phải cái cô gái mà hôm bữa tụi mình gặp trước cửa trung tâm thương mại phải không? Vài bữa nữa rồi trường sẽ biết, đừng thắc mắc quá. Để một mình mẹ làm cũng được rồi. Con đi mà lo cái chuyện kinh doanh của con đi. Nè, nhưng mà kinh doanh là phải nhiều tiền lắm á nha con. Bởi vậy cho nên con mới quyết định hùn vốn với chị Nương, và cả cái ông chủ tiệm trái cây cũng cùng làm nữa đó mẹ. Cùng làm hả? Ủa có cả cái cậu bán trái cây cũng hùn vốn làm chung hả con? Dạ, con với ông chủ tiệm bán trái cây đơn thuần chỉ là công việc thôi, mẹ đừng có hiểu lầm nha. Có ai nói gì đâu. Nhưng mà con ơi, buôn bán với kinh doanh nó khác nhau nhiều lắm. Kinh doanh là phải sử dụng cái đầu. Với lại có phải bao giờ mà con Vi nó cũng giúp mình hoài được đâu. Hồi con đi học, con cũng học giỏi mà mẹ. Mẹ biết, mẹ biết mà. Làm việc là phải chăm chỉ nha con. Kể từ bữa nay, Hiền soạn thảo kế hoạch trên máy tính này nhé. Mà có chắc chắn là Hiền biết xài vi tính không nhỉ? Nè, bộ nào đến giờ anh hay bị lừa lắm hả? Xài máy vi tính làm gì? Giờ sao đây? Alo, Vi ở phòng kế hoạch dự án nghe. Chị Hiền hả? Vi à, chị đã mở văn phòng rồi đó. Tối nay em ghé chị chút được không? Chị cũng có chuyện này chuyện kia muốn nói với em đó. Dạ được chứ. Mình gặp nhau đâu vậy chị? Dạ, dạ. Nào, bây giờ tất cả chúng ta vào phòng họp. Có lẽ sẽ không có ý kiến nào khác về quyết định sự thành bại của dự án phở ăn liền. Quan trọng nhất là ở vị của phở. Các cô cậu hãy đi tìm những tiệm phở ngon nổi tiếng của cả nước và giới thiệu về đây. Những tiệm ở xa thì chúng ta cũng có thể thu xếp đi tới đó được. Tất cả hãy cố gắng tìm thật nhiều đối tượng để có thể so sánh. Thưa anh, em có biết một tiệm.
ở đâu vậy? Dạ, tiệm này cũng khá nổi tiếng ở thành phố. Theo em, làm cách này trong phạm vi lớn quá, sợ khó có hiệu quả. Vậy cô Vi có ý kiến gì khác không? Đăng báo quảng cáo chẳng hạn, tìm những tiệm phở muốn hợp tác với chúng ta về vị phở. Làm như vậy có được không? Cách đó không quá tệ, nhưng như vậy thì khả năng kế hoạch dự án của chúng ta sẽ bị lộ ra ngoài là quá lớn. Cậu Khanh có ý kiến gì? Tôi có hẹn rồi, có thể giờ lại buổi họp này sau giờ nghỉ trưa rồi bắt đầu lại có được không? Anh. Đi thôi. Đi đâu vậy anh? Theo anh. Em uống giùm anh luôn đi. Tới đây chi vậy anh? Thích bộ nào cứ việc lấy. Bộ nào cũng được hết hả anh? Đồ cho em quá vậy. Trong những bộ này, ngày mai hãy chọn một bộ nào thích nhất để mặc đến nhà anh đi. Tới nhà anh chi vậy? Tụi mình đã quyết định cưới nhau rồi mà. Ngày mai chúng ta sẽ đến ra mắt ba mẹ anh. Nhanh như vậy sao? Sao không còn muốn làm đám cưới với anh nữa à? Đâu có, nhất định là phải cưới chứ. Mấy cái này là cái gì vậy? Quần áo với giày dép của con đó. Lấy tiền ở đâu ra mà mua nhiều vậy? Con không có mua bằng tiền ăn cắp đâu, ba đừng có lo. Đẹp không ba? Ừ, đẹp. Con mặc mấy cái áo đầm này coi cũng được quá ha. Ừ. Ba. Ừ. Áo đầm mắc tiền lắm đó. Đồ hiệu đó ba. Đồ hiệu. Anh Khánh, em yêu anh. Đi đâu ăn tối rồi cùng nói chuyện đi. Gặp ở nhà rồi gặp ở công ty, ngày nào cũng nhìn thấy mặt em thấy chán, sao còn rủ đi ăn chung? Em có chuyện muốn nói với anh. Anh đã nói rồi, còn một chút nữa em sẽ biết, đừng có hỏi nữa. Xin lỗi, em đi ăn tối với Trường đi. Trời ơi, hôm nay tao nói khách quen đông quá, rồi mẹ cũng cho thêm người một chút, hồi nãy nó mau hết lắm. Tính của mẹ rộng rãi, ai cũng biết mà. Con tới có chuyện gì vậy? Chị Hiền gọi con về có chuyện,
cho nên con về thử coi chị có sai biểu gì con không. À cái vụ quán cà phê mini đó hả con? Ừ, cái chuyện đó có nên làm không con? Cứ để cho chị làm thử đi mẹ. Nếu chị làm được, chị sẽ là giám đốc đó. Ờ, làm được thì cứ làm. Chứ mỗi lần nhìn con Hiền, mẹ cứ thấy xót ở đây nè. Thôi, coi ráng giúp chị được, giúp chị ngang con. Mẹ đừng có lo, con biết mà. Cảm ơn chị, lúc nào cần gì ghé ủng hộ em nhé. Được không Hiền? Trời ơi, vẫn chưa bắt đầu nữa hả? Còn đang suy nghĩ. Tôi tưởng suy nghĩ có trong đầu Hiền hết rồi chứ. Trong đầu thì trong đầu, nhưng cũng phải sắp xếp lại chứ. Trời ơi, đứng đây làm phiền người khác quá đi. Đi ra đằng kia lo buôn bán đi. Đi. Chị muốn chạy cái gì chị? Tới đây hả? Con biết là chị chờ em dài cả cổ hay không hả? Giới thiệu với anh, đây là cố vấn kinh doanh quán cà phê mini của mình, và cũng là em chồng của tôi đó. Em chồng? Ừ. Có nghĩa là con gái cô Thanh vẫn thiệt hả? Dạ, em chào anh. Rất hân hạnh được làm quen với cô. Nè, đây là cái bàn làm việc của chị đó, em thấy có được không? Tuyệt lắm. Em thấy việc lập kế hoạch kinh doanh bắt đầu một cách có hệ thống như vậy là tốt lắm đó anh chị. Cái này là do chị đề nghị làm vậy đó. Hiền viết đại tờ giấy vậy mà ông kể. Trời ơi. Trước hết, nói gì thì nói, việc lên menu quảng cáo là quan trọng nhất. Trước khi bắt đầu kinh doanh, mình phải lên thực đơn trước, rồi cho những người xung quanh dùng thử. Anh chị cứ lập sẵn một lục bán hàng, sau đó thử xem những thức uống nào mà được phản ứng tốt nhất. Ngoài ra, phần thiết kế cũng là quan trọng. Có chuyện gì cần em, cứ gọi em bất cứ lúc nào cũng được. Cô ạ, bữa nay gặp cô Vi ở đây, tôi thấy an tâm nhiều lắm cô ạ. Vậy ra, từ đó đến giờ anh không an tâm hả? Thì cũng hơi lo chứ. Nè, có ai rủ anh làm chung đâu mà anh nói vậy chứ. Thôi mà, hai người cố gắng nha. Chị, tới đây rồi mà không ghé vô tiệm chị, tính đi luôn hả? Dạ không có, em tính đi qua tiệm chú Hoàng trước rồi quay lại chào chị. Thôi đừng có qua bển, vô đây đi, chị có chuyện quan trọng muốn bàn với em lắm. Đi. Dạo này khó khăn quá. Em chỉ chị ý tưởng kinh doanh nào hay đi. Em đâu có ý tưởng gì đâu mà dám chỉ cho chị. Em đối xử với chị như vậy đó hả Vi? Sao chị nghe nói em kêu nhỏ Hiền thử kinh doanh hệ thống quán cà phê mini gì mà? Chị cũng khó khăn thiệt hả? Vậy mà hồi nào tới giờ em cứ nghĩ là tiệm chị có nhiều khách đến ủng hộ lắm đó. Cũng chỉ tạm tạm thôi à. Dạo này thằng Hiệp nhà chị ngày càng lớn, chị phải làm cái gì đó để kiếm nhiều tiền nuôi con chứ. Thật ra vợ chồng chị đủ ăn chứ không có dư giả gì đâu em ơi. Chị à, sao chị không mở rộng tiệm ra ngoài trung tâm á? Ngoài trung tâm chỗ nào được thì mắc quá, sao chị dám nghĩ tới.
Đã vậy, dạo này ba thằng Hiệp cứ nhấp nhởm đòi mở công ty giao nhận bằng xe máy gì đó. Vì ơi, chị rối trí quá em ơi. Vì có ý tưởng kinh doanh nào hay không? Chỉ với. Hay là mình làm thử catalog đi, rồi quảng cáo mẫu áo chị làm ra, mình gửi qua đường bưu điện đến các quý bà quý cô am hiểu về thời trang. Lúc đó mình sẽ nhận đặt hàng qua điện thoại. Còn việc giao nhận áo, khi nào mà chị mai xong cho khách sẽ do công ty giao nhận của anh Bảo làm. Em thấy hình thức đó là tiện luôn cho anh với chị. Chị thấy như sao? Nhận đơn đặt hàng qua điện thoại hả? Ừ, cái đó gọi là home shopping. Em đọc báo á, thấy các nước á, người ta hay làm như vậy. Mình cứ thử bắt chước đi, hả chị? Uống đi em. Em qua tiệm áo dài rồi mới qua đây hả? Dạ. Nhỏ Hiền với Sanali á, nếu mà kinh doanh thành công á, là phải hậu tạ em lớn lắm á nha. Thiệt không chị? Em chỉ sợ ha, hai bà chị đó làm ăn phát tài rồi á, quên luôn nhỏ em này á. Đâu có được, hai bà đó làm gì là không được. Nếu mấy bà làm vậy á, chị sẽ qua bển quậy tưng hết tất cả lên. Hai chị em có gì mà vui vậy? Có chuyện vui lắm ha. Nhưng mà thôi anh Hoàng, anh Hoàng đừng bao giờ tìm hiểu sâu thêm về thế giới phụ nữ tụi em. Chà, cô anh càng nói là tôi càng tò mò dữ nữa à nghe. Dạ, mời em chị vô đây ngồi. Chú à, tiệm mình vẫn đông khách hả chú? Ngày nào vẫn vậy thôi. Đi làm thấy có được không? Dạ được, nhưng mà mệt lắm. Không như lúc trước làm với chú Hoàng, sướng hơn nhiều. Cứ cho là nói xạo đi, nhưng mà nghe cũng thấy vui. Thì ra kỹ thuật làm lạnh cấp tốc không phải được phát minh ở công ty, mà là hợp tác kỹ thuật với Hàn Quốc. Mấy cái này đâu ra vậy? Của bạn trai em mua tặng đó. Thiệt hả? Chứ nếu không thì sao mà em có đủ tiền mua mấy thứ mắc tiền đó. Bộ bạn trai của em giàu lắm hả? Giàu lắm. Người như vậy sao lại đi quen em được chứ? Em thì đã làm sao? Nói thẳng ra thì em có gì đâu. Học lực thì bình thường, gia đình thì bình thường, việc làm thì không có. Có khi nào người đó quen em vì có ý đồ gì không hả? Bữa nay mặt trời mọc ở hướng Tây ha. Thủy nó dậy sớm, nó ăn sáng với cả nhà đó. Chắc là bạn trai tặng quà mắc tiền quá chứ gì, cho nên mới ngủ không được. Giờ tất cả những cái gói quà hôm qua con đem về là của bạn trai con tặng. Mọi người nói gì vậy? Hả? Bạn trai mua cho nó cái gì? Con sẽ lấy chồng. Em lấy chồng hả? Lấy ai? Thì là đàn ông chứ ai mẹ. Là ai hả? Anh ấy hơn con về mọi mặt. Ba mẹ yên tâm đi. Mà nhà người ta cũng xịn hơn nhà mình nữa. Ba mẹ khỏi lo gì hết á. Phải cho ba mẹ thấy mặt rồi mới tính chuyện cưới hay không cưới chứ con. Thì vài bữa nữa con sẽ kêu ảnh tới chào ba mẹ. Giờ con có hẹn rồi. Thôi, con đi đây.
Nhưng dù sao thì con cũng phải cho gia đình thời gian chứ. Tự nhiên biểu dắt về rồi biết làm sao đây? Mẹ không cần chuẩn bị gì cả. Ba mẹ cứ ngồi đó, bà có đến chào là được rồi. Nhưng ít ra thì cũng phải ăn bữa trưa ở nhà mình chứ. Qua giờ trưa bạn con mới tới, mẹ chỉ cần cho tụi con một dĩa trái cây là được. Em chiều nay có hẹn với trường rồi. Em khỏi bận tâm, cứ việc đi với trường đi. Được rồi, coi như hôm nay mình cứ gặp thử, thoải mái thôi. Nhưng Khanh nghe bà nói nè, việc hôm nay đã vậy rồi, ba mẹ cố gắng sắp xếp thời gian. Nhưng lần sau thì phải hỏi ý kiến trước khi hẹn người ta đó. Dạ. Tóm lại là em không có đi xem kịch được. Anh Khanh làm em bực bội quá à. Mai mốt mình coi cũng được mà. Em bận tâm làm gì chứ. Hay là anh qua nhà em đi, rồi mình cùng xem mắt bạn gái của anh Khanh luôn, được không anh? Ừ, cũng được. Thôi được rồi, gọi điện thoại sao nha. Ai vậy ta? Mẹ. Con còn nhiều đồ ăn mà mẹ. Con Thủy nó đòi đi lấy chồng. Vậy hả mẹ? Vậy thì tốt quá. Tốt cái gì mà tốt? Mới con bay lớn à, có biết làm cái gì đâu. Mẹ đừng có lo, em Thủy sẽ làm được mà. Nhưng mà bạn trai nó là ai vậy mẹ? Chưa biết là ai hết trơn á, bởi vậy mà mẹ mới lo lắng đó. Mẹ, bé Thủy nó là đứa con gái thông minh, nó không có chọn bạn trai dễ dàng đâu mẹ. Hay là vậy con à, con thử con nói chuyện với anh Thủy một lần nha, con coi có người đó như thế nào nha con. Dạ, để tối nay đi, con sẽ gọi điện cho em hả mẹ. Xuống xe đi. Ủa, không phải tới nhà anh để chào ba má anh à? Thì đến đây để tới nhà anh mà. Đổi kiểu tóc dùm cho cô này, kiểu nào mà người lớn thích á. Dạ, mời chị đi lứa này. Em thích không? Dạ thích. Làm những kiểu tóc này em thấy không giống em chút nào hết á. Bộ ba mẹ anh cũng thích kiểu tóc giống như vậy á hả? Không chỉ ba mẹ anh đâu, mà tất cả người lớn đều thích kiểu này. Vậy hả? Alo, chị có chuyện gì vậy? Chị nghe mẹ nói, sao tự nhiên đòi cưới vậy? Dù sao thì tối nay em cũng gặp chị nha. Qua nhà chị đi, chị em mình tâm sự. Hôm nay không được đâu, em phải tới nhà bạn trai để chào ba mẹ của ảnh. Thôi, để lúc khác em gọi lại cho chị nha. Tự nhiên kêu người ta tới chị không biết. Em chưa nói với nhà chuyện gặp anh phải không? Dạ chưa, nói trước phiền phức lắm. Hồi nào mà anh tới chào ba mẹ em rồi gia đình biết anh luôn cũng được mà. À, mà quên nữa, chị Vi cũng chưa biết chuyện gì phải không anh? Chuyện tụi mình cưới nhau á. Đương nhiên là chưa biết rồi.
vậy, nếu như tụi mình làm đám cưới thì anh phải kêu chị Vi là chị vợ đúng không? Hôm nay đến chào ba mẹ anh, rồi trong tuần này tụi mình đến chào ba mẹ em luôn đi. Dạ được. Có gì đâu mà run, đâu phải lần đầu tiên em gặp ba mẹ anh đâu. Bởi vậy em mới run đó. Thà gặp lần đầu em đã không run như vậy rồi. Chào cháu, bác mừng khi gặp cháu. Chào cháu. Dạ, hai bác dạo này có khỏe không ạ? À? Mới gặp lần đầu mà đã hỏi khỏe không? Mà sao lại là dạo này? Chị Phương cũng khỏe chứ ạ? À? Em biết chị. Nhìn cháu bác cũng thấy quen quen. Trước đây bác với cháu có gặp nhau ở đâu chưa? Thôi ba mẹ ngồi xuống đi. Ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện. Em nói đi, em biết chị đã gặp nhau ở đâu? Hồi nhỏ, tụi mình ở cùng một làng mà chị. Em là Thủy nè. Thủy hả? Em là em của Vi đúng không? Đúng là chị nhớ ra rồi, em chính là em của Vi nè. Có thật không? Cháu là em của Vi thật sao? Không thể được. Không thể là con nhỏ này được. Con... anh không thể đòi cưới một con nhỏ em của Vi được. Ăn nói cẩn thận đó. Người ta sẽ là chị dâu của em sau này. Ai cho phép làm chị dâu của em chứ? Phương, trước mặt khách con giỡn cái trò gì vậy? Cháu Thủy, cháu là khách tới nhà bác, cứ ngồi chơi thoải mái rồi hẳn về. Dạ. Để em vào lấy trái cây. Mẹ. Không sao, mẹ không sao. Có linh cảm trước rồi, không ngờ lại đúng như vậy. Hình như mọi người trong nhà không ai ưa em hết thì phải. Đừng lo. Sao mà không lo được chứ? Nhưng mà em không hiểu tại sao tất cả mọi người trong nhà đều hỏi có phải em là em của chị Vi không. Em đã nói là em tên Thủy rồi mà. Về chuyện đó thì em cũng đừng quan tâm làm gì. Làm sao mà em không bận tâm được? Nếu như ba mẹ anh không đồng ý cho tụi mình cưới nhau thì sao? Anh đã nói rồi, em đừng quan tâm để làm gì. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ cưới em. Mẹ đừng có lo nữa, hai người đó không có cưới nhau được đâu. Để mẹ nghĩ chút đi con. Khanh, con nói chuyện với ba một chút.
con có thật lòng không? Chuyện con muốn cưới cô bé đó. Dạ. Bà không cho phép. Đám cưới này là không thể. Con biết thế nào ba cũng sẽ nói như vậy. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa, con cũng sẽ làm đám cưới. Nhưng nếu ba nói, có chết ba cũng không đồng ý thì sao? Có chết con cũng làm. Chuyện ngày hôm nay, chuyện đã nói hôm nay coi như chưa từng có. Nếu ba nói hãy coi những chuyện đã có như chưa từng có thì có được như vậy không ta? Đúng là ba là một người tài giỏi thiệt. Anh có bình thường không vậy? Sao lại nghĩ được chuyện cưới em của Vi chứ? Vậy chứ có lý do gì không được cưới em của Vi? Anh cưới em Vi là cái ý đồ gì vậy? Ý đồ? Không có ý đồ, mà là yêu. Vì yêu nên cưới. Em có cần nghe một lý do thiết thực nào nữa không? Anh khùng hả? Anh không còn bình thường nữa kìa. Thôi, bỏ qua chuyện của Vi hay gì đó đi. Em chỉ muốn nói tới chuyện con bé hồi nãy tới nhà mình kìa. Anh nghĩ sao vậy? Anh nghĩ sao mà lấy một con nhỏ với hoàn cảnh gia đình tồi tệ như vậy vậy? Vì yêu. Anh có hiểu hôn nhân là gì không? Là sự kết hợp giữa hai gia đình, đó mới là hôn nhân. Đã nói là người ta yêu mà. Thôi, dù có ai nói gì đi nữa, anh vẫn lấy Thủy. Cho nên em đừng lại nhảy trước mặt anh nữa. Anh Khánh! Là mối tha tình để bọn chúng phải chịu đựng, sau đó ta hủy hết tất cả thuốc giải tuyệt tình đơn. Mới đi chơi với bạn trai vậy đó hả? Dạ. Cười nói gì thế? Dạ bố nghe tiền bối xử sự nhanh gọn như vậy cho nên mới thốt lời khen thôi. Con nói cho ba nghe coi, thằng bạn trai con là người thế nào. Rồi nói một mình ba nghe thôi. Vài bữa nữa anh tới chào ba mẹ, rồi cũng biết thôi mà ba. Tôi chờ tới lúc đó lâu quá nên ba muốn hỏi con vậy mà. Mà còn con chừng nào con đến chào gia đình nhà nó? Ba, con phải thay đồ mà ba. Thì cứ... Xin lỗi. Không lẽ hai bác không ưa mình tới mức đó hả ta? Nếu cứ vậy hoài, chắc mình với anh Khanh không cưới được nhau quá. Không hiểu nó quen cái thằng nào ở đâu mà giấu kỹ dưới. Mẹ ơi, ra ăn cơm đi mẹ. Mẹ không muốn ăn. Bà đã nói cho anh Khanh hiểu hết rồi. Mẹ đừng có lo. Thiệt tình, hai người đó lấy nhau là không có được.
Nhưng mà thằng Khanh nó đã nhất quyết như vậy rồi mà. Nói thiệt, con chỉ muốn chui vô đầu ảnh, coi trong đầu ảnh đang nghĩ cái gì nữa. Bà không cho phép, đám cưới này là không thể. Con biết thế nào ba cũng sẽ nói như vậy. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa, con cũng sẽ làm đám cưới. Nhưng nếu ba nói, có chết ba cũng không đồng ý thì sao? Có chết con cũng làm. Chuyện ngày hôm nay, chuyện đã nói hôm nay coi như chưa từng có. Có chuyện gì hả? Sao nhìn mày uống như đang có chuyện gì vui vậy? Không có gì đặc biệt cả. Tao lấy vợ. Tụi bay cứ uống thoải mái đi. Hôm nay tao khao. Uống nha! Vô! Chuyện thật anh nói, em không cần bận tâm. Đừng lo nghĩ nhiều. Nhưng nếu như nó vẫn cứng đầu thì sao anh? Có những chuyện không thể cứng đầu được, nhất là trong chuyện này. Dù nó có cứng đầu đến mấy cũng không được chấp nhận. Không hiểu tại sao cái thằng Khanh này nó cứ muốn làm cho mình buồn phiền không à. Qua con uống về trễ hả? Con lại uống rượu nữa phải không? Chỉ một chút thôi. Khanh à, mẹ... Chuyện gì vậy mẹ? Mẹ gấp quá phải không con? Cái chuyện bữa trước mẹ kêu con đi làm quen với người ta đó. Khanh, mẹ hứa với con, từ giờ trở về sau mẹ sẽ không bao giờ nhắc lại cái chuyện cưới xin của con nữa. Cho nên là cái chuyện con cưới cô bé đó... Con xin lỗi mẹ. Dù có chuyện gì đi nữa, con cũng sẽ lấy Thủy. Con muốn mẹ chết thiệt hả? Con nói vậy mà nghe được sao? Sao nghe không được hả mẹ? Khanh, nó là em của con Vi mà con. Chuyện hôn nhân con tính với con bé đó. Thôi trễ rồi mẹ. Ra ngoài đây nói chuyện một chút. Hôm qua anh Khanh đòi cưới vợ và đã dắt bạn gái về nhà rồi. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Phương cũng chỉ ước gì không liên quan đến, mà có được đâu. Bạn gái mà anh Khanh đòi cưới là em của Vi đó. Thủy. Phải, chính là Thủy.